cắt gạch men rất là thẳng luôn. Anh em xem em bà vừa cắt gạch men đẩy tay nhá. Đây là dòng cắt gạch men mà bên em đã bán ở ngoài thị trường rất là lâu rồi, khoảng 2 năm nay rồi. Xin chào anh em nhé. Hôm nay bên em về thêm cái dòng bàn cắt gạch men Tube này của Đài Loan. Bàn cắt gạch men này thì bên em cũng đã bán ở ngoài thị trường khoảng cách đây khoảng 2 năm rồi, từ tháng 9 năm 2019 đến thời điểm hiện tại là cũng gần 2 năm. Chất lượng rất là tốt. Đợt này em về lô cắt gạch Tube của Đài Loan này, nó nằm ở khung màu đen, tay gá màu xanh là cây nhá. Giá thì em đang để giá là 1.150.000 đồng. Em đang để giá cho anh em là 1.150.000 đồng là miễn phí vận chuyển nhé. Vừa nãy thì em đã test qua hai cái đường cắt gạch để cho anh em thấy đúng không ạ? Đây. Anh em xem gióng cái đường cắt này, em vừa cắt miếng gạch này, nó rất là thẳng, rất là sắc nét. Đấy. Không có ba vía nhá. Vuốt không đứt tay. Đây. Vuốt không đứt tay nhá. Đấy, thẳng tuột luôn. Anh em vừa thấy em cắt xong đúng không ạ? Đấy, vừa thấy em cắt xong. Đấy, thẳng tuột luôn. Các anh em gióng vào màn hình đúng không ạ? Đấy, thẳng tuột luôn. Em xin báo giá lại nhé. Giá bán cắt gạch men đầy tay Tube khung màu đen tay gà màu xanh thì hiện tại bên em đang để giá là 1.150.000 đồng là miễn phí vận chuyển. Và được bên em sẽ tặng kèm thêm cho các anh em thêm một cái lưỡi dự phòng như thế này. Đây là lưỡi made in Taiwan này, theo nhà sản xuất này. Đấy, theo nhà sản xuất của bàn đáy gạch nhé. Bọn em nhập lưỡi thì nhập luôn cả bàn đáy gạch. Thì em tặng kèm thêm cho anh em thêm một cái lưỡi dự phòng như thế này. Đây. Thì sau đây em sẽ cắt thêm một cái đường cắt gạch nữa cho anh em thấy nhé. Anh em thấy không ạ? Em vừa cắt xong một viên gạch. Đây, cái độ dày của viên gạch này chỉ có 2,5 phần thôi. Thẳng tuột luôn, không có 3 vía, đúng không ạ? Thẳng tuột luôn, anh em gióng vào màn hình ngắm cho em nhé. Thẳng tuột luôn. Vâng, để em xin giới thiệu cái bàn cắt gạch Tube này. Bàn cắt gạch Tube khung màu đen tay gà màu xanh, khổ cắt 40 60 80. Trọng lượng của bàn cắt gạch này nó khoảng tầm gần 12 kg, và giá thì bên em đang để là 1.150.000 đồng là bao ship và tặng kèm thêm cho anh em thêm một lưỡi dự phòng. Và sau đây em sẽ quay cái chi tiết về máy để cho anh em thấy nhé. Vâng, sau đây em sẽ quay chi tiết về các cái phụ kiện của máy cho anh em thấy. Đây là bi này, 2 bi 4 bi 5 bi này, Tube của Đài Loan này. Đấy, các anh em thấy không ạ? 2 này 4 5 bi này, trên dưới đều 5 bi nhá. Bàn đáy gạch này thì nó sẽ có tia laser. Đấy, các anh em xem có tia laser này đúng không ạ? Có laser dẫn hướng, chỉ hướng. Đây là phụ kiện của nó. Đây là hai bánh xe này, các cái cờ lê để các bác có thể là tháo lưỡi, lắp lưỡi này. Đấy, các cái bu lông để các bác lắp đặt vào máy. Các cái chi tiết vào máy để tặng kèm thêm anh em thêm một cái lưỡi dự phòng như thế này. Đấy, đây là bàn độ cắt gạch Tube. Anh em thấy không ạ? Khung màu đen, tay gà màu xanh. Đấy. Bàn Tube nó rất là đẹp. Đây có thùng đựng của nó đây. Đây là thùng đựng Tube này. Đấy, giá thì bên em đang để giá là 1.150.000 đồng là miễn phí vận chuyển cho anh em. Đấy, anh em nhận hàng, anh em được mở xem hàng rồi mình thanh toán tiền trực tiếp cho bưu tá nhé. Và đây là những viên gạch cắt mà vừa em đã thử cắt, test thử bàn cắt gạch để cho anh em thấy đúng không ạ? Đây là đường gạch em cắt. Đường gạch em cắt, anh em có thể gióng vào màn hình có thể thấy không ạ? Thẳng tuột luôn, không xước, không ba vía, không gấp khúc, không lồi lõm. Các anh em lưu ý nhé, bàn đẩy gạch này nó cắt nó cũng phải tùy thuộc theo chất liệu gạch. Nếu mà gạch kém quá thì nó cắt nó rất là bờ gạch đúng không ạ? Chất liệu gạch không đảm bảo để cho bàn đẩy gạch cắt được. Đấy, kể cả các bác mua bàn đẩy gạch mà 10 triệu mà cắt những cái loại gạch mà kém chất lượng thì cũng không thể cắt được. Nhưng những bàn đẩy gạch mà vừa tùy tiền mà cắt những cái sản phẩm gạch nó tốt chất lượng thì gạch nó rất là thẳng, cắt nó rất là thẳng và lét. Đây, như anh em thấy em cắt cái viên gạch này là gạch ốp lát khổ 80 này, nó rất là thẳng, rất là sắc nét này đúng không ạ? Thẳng tuột luôn, không có ba vía nhá. Đấy. Anh em có nhu cầu thì mua sản phẩm thì liên hệ với em theo số điện thoại của em là 0975842993 và 0326518330. Em sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho các bác 1.150.000 đồng mà là bao ship và tặng kèm thêm anh em thêm một cái lưỡi dự phòng. Đấy. Vâng,
em xin hướng dẫn anh lắp đặt cái máy bàn đầy gạch này nhé. Đối với hai cái bánh xe này thì anh em có thể dùng cái một con bu lông như này, em chọc vào đây, chọc vào cái nốt của nó nhé. Anh em có thể xoáy hai đầu bánh xe như thế này, hai đầu bánh xe đầu trên đầu dưới đều được, xoáy hai bánh cùng một đầu nhé. Đây, xoáy hai cái bánh vào đây thôi, ở chỗ này ở hai đầu nó có cái hai nỗ này, hai cái nỗ hai đầu này thì mình xoáy vào thôi, không cần cái ốc gì cả, chỉ cần xoáy cái này vào là được thôi. Dưới mặt lèn, dưới mặt của bàn đầy gạch thì nó sẽ có một lớp xốp như thế này để tránh va đập gạch xước này. Đấy, và trên tay ngang đỡ gạch của nó sẽ có một cái thước đo cự ly. Đây, tay này thước này nó sẽ có một đo cự ly, và bên này của nó sẽ là có một cái tay đỡ gạch. Khi các bác bẻ gạch ra thì gạch nó sẽ có cái tay này nó đỡ thì chống va đập xước sát. Và đây là tay đẩy của nó, tay đẩy của nó. Đấy. Mình thỉnh thoảng mình bôi dầu vào các cái bi này nhé, vào cái trục này nhé, để cho nó chống han rỉ, đỡ han rỉ thì mình sử dụng sẽ được độ bền, sẽ lâu dài hơn. Và cái bàn đầy gạch này nó thanh này là thanh sắt đặc này. Đấy, cái thanh trục một gióng của nó là thanh sắt đặc nhé. Phân độ dày của nó là 1 phân 1,5 cm, với nhân chiều rộng của nó là 4 cm. Cái chiều này của nó là 4 cm này, và cái độ dày của nó khoảng tầm 1 phân rưỡi nhé. Đấy, sắt đặc đấy các bạn ạ. Còn cái khung gầm của nó là cái khung V dày, độ dày rất là chắc chắn. Đấy. Đây là cái cổ dầu, thì các bác có thể là về mình chế cái đầu, chế cái bình dầu mình đổ vào đây, hoặc là mình đổ thẳng vào đây cũng được. Đây, nó có cái bình dầu con này, mình đổ thẳng vào đây cũng được. Đấy, mình xoáy vào đây mình đổ dầu. Lắp đặt cái bàn cắt gạch này thì nó cũng đơn giản thôi. Chia sẻ với các bác là bàn cắt gạch này thì bọn em cũng bán được gần 2 năm này rồi, cũng có một số anh em thợ thì cũng đã tin dùng. Ví dụ là anh Hiếu, anh ấy ở Hòa Thành, Tây Linh, một năm vừa rồi anh cũng mua 3 đến 4 bàn cắt gạch của bọn em, mua cả cân mực nhá. Anh ấy rất là tin tưởng shop bán hàng, thì anh ấy một năm vừa rồi anh mua 3 cái bàn cắt gạch, 4 cái bàn cắt gạch của bên em, và mua cả cân mực. Và anh Nguyễn Văn Nắm, anh ấy ở 144 An Hội, Ba Chi, Bến Tre, thì trong một năm vừa rồi anh cũng mua 6 đến 7 bàn cắt gạch của bọn em, cũng là loại này. Đấy, anh ấy rất là trẻ mà anh ấy mua một năm mua 6-7 bàn cắt gạch của bên em. Thì em xin báo giá lại bàn cắt gạch Tube khung màu xanh, tay gá màu khung màu đen, tay gá màu xanh, thì bên em đang chào bán là 1.150.000 đồng, là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh em, và được tặng kèm thêm một lưỡi dự phòng. Anh em mua hàng thì có thể là để lại số điện thoại dưới video này, hoặc là liên hệ với trực tiếp với số điện thoại của em là 0975842993 và 0326548330 nhé. Em sẽ miễn phí ship hàng toàn quốc cho anh em. Xin cảm ơn anh em, các chú, các bác, anh đã xem hết video của em trong ngày hôm nay nhé. Xin hẹn các anh em trong những video tiếp theo.